mấy kêu kêu anh bằng cái gì? Kêu mày bằng mày chứ không lẽ kêu tao? Mày không muốn nghe thì mày đi, mày cút xéo đi. Rồi tới công chuyện này. Chào cả nhà ơi, bây giờ anh Toản đi đâu sáng tới giờ luôn á, không thấy mà về nhà luôn cả nhà, gọi điện cũng không được á, hai ba cái điện thoại để nhà nè cả nhà, tức không? Đó, bây giờ là sẵn có cái cớ này, Ngọc Minh giả bộ giận ổng luôn. Đầu á là nói là rồi kêu bằng mày tao luôn, thử xem anh Toản phản ứng như thế nào nha cả nhà. Nói thì cả nhà là hồi nào tới giờ thì Ngọc Minh cũng không có xưng hô với anh Toản bằng mày tao nữa, không biết bây giờ xưng hô với ổng như vậy không biết ổng phản ứng như thế nào cả nhà. Chỉ là nhiều khi lâu lâu giận lắm á thì kêu bằng ông này nọ thôi chứ không kêu bằng mày tao. Hôm nay quyết định kêu bằng mày tao một phen thử rồi, ổng phản ứng như thế nào nha cả nhà, mời cả nhà đón xem nha cả nhà ơi. Sáng giờ mày đi đâu, tới giờ mày mới về vậy hả? nhà chú Hai á. Nhà chú Hai, rồi đi xong cho tao hay vậy. Mày về sáng đi thì sớm, không ngày này không đi đâu mà cho hay. Hay quá ha. Mày ngồi xuống đi, mày ngồi xuống rồi nói chuyện với tao nè. Ngồi xuống rồi tháo cái nón bảo hiểm ra. Mày ngồi xuống. Mày cởi cái nón bảo hiểm ra đi, rồi mày nói chuyện với tao cho rõ ràng mới được. Không à. Cái gì? Em mới giờ kêu bằng gì? Trời ơi, cái lỗ tai mày biết thì sao mà mày hỏi tao? Em mới kêu anh bằng cái gì? Kêu mày bằng mày chứ không lẽ kêu tao? Làm gì? Trời ơi, nó kêu bằng mày nữa. Ngon quá ha. Mày sai rồi, mày còn nói nữa mày gì đi, mày còn cãi nó hay gì? Hả? Mày ngon gì? Ôi là chàng, đi chơi thì sáng tới giờ chưa về. Đi thì không cho ai hay ai biết hết. Về còn muốn cười nữa cái gì hả? Trời ơi. Trời cái gì mà trời? Ngon quá ha. Mày á bây giờ hả, đi chơi sáng giờ hả, không lo làm gì trơn hả? Bây giờ đi ra ngoài sau làm công chuyện cho tao. Hả? Nấu cơm bữa nay mày nấu cơm luôn á. Tao không có nấu đâu. Đi chơi á thì cũng không đem điện thoại đi. Có cái điện thoại tại sao bữa biết mày bỏ vô túi giùm tao cái đi. Bỏ ở nhà, cái chừng cần mày á thì tao liên hệ mày không được. Mày có hiểu không vậy? Mày đủ nhìn tao chăm chăm hồi tao móc hai mắt mày ra cho mày biết vậy đó. Ai ốm thì mà. Ôi là chị chồng con gì đâu đi. Ủa ở nhà mày biết không? Có vợ ở nhà mà. Tại sao cái miệng mày đâu mà mày không biết nói cái miệng mày đâu hả? Mày câm mày hả? Trời ơi, trời út nó bút quá. Cái gì vậy? Ngon hả? Bên đây ngon hả? Mày nói gì? Mày bóp đầu tao đi. Mày giỏi, mày ngon, mày bóp đầu tao. Ôi trời, nó hổn nè. Hổn gì? Chuyện này là chuyện bình thường. Trời ơi, có gì đâu mà hổn. Trời ơi, thì mày thì tao xưng mày thôi chứ mày mày tao kêu mày gì? Trời ơi, bên này em ngon quá ha. Ngon gì hết trơn á. Bây giờ mày á đi vô nhà sau đi. Bằng cá rồi nấu cơm nấu nước cho tao ăn. Nhìn cái gì nhìn, chần chần rồi chơi chơi đó. Trời ơi, chỗ này học theo thói của ai mà kêu thằng mày tao nữa vậy hả? Tôi không học theo thói của ai chứ. Tao là gì đó? Tao nè. Mày ngộ nha, mày quýnh tao hoài đi. Trời ơi bút mỏi quá à. Mày bóp mỏi nhọn. Tao mỏi nhọn gì đâu rồi sao? Tao mỏi nhọn, tao có quyền tao nói. Chứ làm gì mày bóp mỏi tao, mày bóp mỏi tao sao tao nói. Trời ơi, còn chú mỏi lẻo 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 không? Lẻo lẻo. Mày đang học theo thói ai hả? Thói ai vậy? Mày đang học theo thói ai mà mày tao đi hả? Ai kêu mày đi? Mày đi hả? Tao gọi điện cho mày không được đây nè. Đó, điện thoại mày bỏ ở nhà nè, hai ba cái nè. Tại sao mày không biết mày bỏ vô túi quần cho tao cái đi? Mà tao mày bỏ ở nhà, tao cần mày, tao điện không được. Tao bực bội lên. Đó, học xem nói ai vậy? Nội. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Nội thấy trước mới thôi. Mày sai mày còn nói nữa. Tao sai cái gì? Mày kia nè. Mày đi chơi. Tao liệu. Sáng hả? Đi uống nước tao. Anh liệu theo luôn. Tức mày tao, tức không? Anh. Hả? Anh ép gì trong này nữa chứ? Mệt quá à. Bây giờ anh giỡn em nha. Tao nói với mày á. Tao tuyên bố mày hôm nay hả, là tao không kêu mày bằng anh một tiếng anh gì nữa hết trơn. Tao chỉ kêu bằng mày là mày. Tao trời là tao. Trời ơi. Đó, mày đi chơi cho đã đi. Đi uống nước trà, đi uống gì? Đi uống nước gì đó đi. Giỡn mặt không? Cây ớt á thì héo quẹo. Mày không biết ở nhà mày chăm sóc tối ngày hả? Từ sáng bắt đầu mày lấy xe mày chạy đi. Mày còn hơn là con được ngựa nữa. Còn nói nữa. Đúng không? Mới vậy, tao nói vậy
mày biết ha, nãy giờ tao nói những cái lời đó là đúng, hoàn toàn đúng sự thật 100%, chứ không phải là tao bịa đặt hay là gì. Mày thấy mày sai trước mắt không? Phải không? Mày sai phải không? Về nhà mày khi mày chạy xe về nhà, tao không có nói mày một tiếng gì mà mạnh không, tao cũng đâu có gầy la mày đâu, tao chỉ mày hỏi mày đi đâu về thôi, mà tự nhiên hả mày nổi gì lắm, mày đùa với tao. Nó tức bức bốn nó ra đi, bốn nó ra chơi cho anh em hay quá ha, quá trời hay ha, bữa nay dữ dằn ha. Dữ dằn gì trời ơi, ngu mày không trời ơi, mày tao dữ ha. Thì mày tao bình thường, tao mày là bình đẳng. Trời ơi trời, nó tức bình đẳng này, nó tức nè. Mày quýnh ra ngoài đi hả? Đừng mà con nữ kêu mày tao đi có được không hả? Kêu chồng mày đi có được không? Có gì không được, bình thường thấy người ta kêu cũng thiết cha gì. Người ta là kể người ta, còn em là khác. Tao kêu vậy đó rồi sao mày ra đi tao ăn nguyên điện thoại đúng không? Điện thoại đó hả? Rồi chọi đi rồi mày tốn tiền mua điện thoại mới cho tao. Ủa vậy gì đâu, gì đâu mày á, đi chơi về mày kiếm chuyện với tao phải không hả? Bây giờ hả, đi chơi về thì đi làm em đi này. Còn á, đi về mày còn kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ, rồi gượt quýnh tao, mày đòi bớt đầu tao nữa hả? Mày ngon quá không, mày ngon quá không? Ai út thì mà lẻo nè, lẻo hả? Đủ nhậu, đủ cái sao? Tao nói cho mày biết đi ha, mày á, đúng không? Mày không xứng đáng để tao khi bằng mày bằng anh đâu. Trời ơi là trời ơi, nó tức nè. Xứng đáng nè mà không xứng đáng nè. Trời ơi, mày cũng cỡ với tao thôi, không? Trời, nguyên cái bạn bây giờ muốn ông mày tao hoài không? Không có giỡn nè. Bỏ cái chữ đó nghe. Giờ tao không bỏ đâu, mày làm gì tao? Trời ơi, trời ơi. Ấy da. Tức nè. Mày giỡn bạn không? Mày quýnh đứt tao nữa là đứt tao nó sưng bự lên nó làm. Anh không có thích cái chữ đó nghe, đừng có nói vậy nghe. Mày có nói với tao đó. Hả? Anh gọi anh không thích cái chữ đó, đừng có dùng chữ đó anh chuyện anh à. Mày tao. Không, anh ép gì đây chứ. Mày đó. Trời ơi, giỡn không? Mày là mày đó. Trời tức rồi. Bỏ nha. Bực cái gì bực? Không. Cho gớt điện thoại, cho bể điện thoại luôn đi. Bực bội à. Ôi. Mày tao tao cũng ngon quá trời nha. Vậy chứ sao? Bực bội à. Ăn bỏ đầy trong nhà đi, hai dẹp. Mày dẹp chao không có dẹp đâu. Trời, còn mày tao được nữa hả? Bỏ chưa? Bỏ gì? Bực bội à. Mày đi đâu? Mày đi đi. Chưa? Mày á, sao mày biết vậy? Quá trời em mày. Mày khốn với tao gì vừa? Anh, mày không thích tao vậy đấy à, đừng có giỡn nè. Bực bội rồi đó. Rồi giờ tao kêu vậy đó, mày không thích thì kệ mày chứ. Giờ tao muốn kêu mày tao đó, tao có quyền. Trời ơi, giờ còn leo lẻo cái miệng hay vậy? Hay quá ha. Giờ tao kêu mày bằng vậy đó rồi sao? Giỡn nè, bực bội đó nha. Tao muốn kêu là kêu à. Mày hả? Quá chữ dữ ra à. Mày là gì chứ? Sao khùng cái gì? Khùng gì? Ai khùng à? Tao nổi cái khùng lên rồi đó rồi sao? Hả? Sao ai làm gì em? Anh làm gì em không? Ừ, mày tự soi lại cái bản thân của mày đi. Mày biết là đừng có hỏi tao. Tao không có biết. Anh mày, thì sao? Mày anh... làm thì mày biết. Đừng có nói chuyện với tao. Trời ơi, sáng kìa. Sáng gì? Hay quá ha. Dạ tao muốn gì đó. Dạ tao kêu
tao á cũng cỡ với nhau thôi. Mắc mới thì tao phải kêu mày bằng anh chứ. Tao thích thích thì kêu bằng anh, còn không thích thì kêu bằng mày tao đó. Còn mày làm gì tao? Bạn thịt con cái tao à? Trời ơi, trời. Bây giờ từ đây trở lên hả, tao muốn kêu mày bằng anh thì kêu, còn muốn kêu bằng mày thì mày. Mày cũng không có quyền gì cấm cản tao hết trơn á. Miệng tao thì tao nói, đâu phải miệng mày đâu mà mày nói. Mày nhìn gì? Thôi thôi á, mắt hai mắt mày ra. Chết chơi á, nhìn hoài. Trời ơi, trời, muốn gì? Muốn gì hả? Đó, muốn đánh mày đó, muốn giả cái miệng mày đó. Cái miệng mày á. Trời ơi là trời. Trời đất gì đây hả? Kêu trời kêu đất gì đây hả? Mày á, cái tập này á, tao còn chưa mày xuống, mày ăn cái xuống nói mày, tao còn chưa nói với mày nha. Cái tập của mày, cái tội của mày, tội gì mày biết không? Mày biết không? Anh tội gì? Cái tội của mày á, là sáng mày đi á, mày không cho tao hay. Mai mốt nha, tao cảnh cáo mày nha. Mai mốt á, mày mà bước ra khỏi cái nhà này hả, mày phải trình báo với tao, cho tao hay một tiếng, mày hiểu không? Mày biết không hả? Để ở nhà tao hả, chạy đôn chạy đáo, tao gọi điện cũng không được. Mày muốn hả, tao thấy tao muốn nổi khùng lên nè, mày hiểu không? Còn hả, bây giờ hả, tao cho mày biết, tao kêu là mày bằng mày đó. Mày với tao đó, mày với tao, mày không thích thì mày ra khỏi nhà, mày đừng ở trong nhà tao nữa ha. Không thích thì mày đi đi, mày đi đi. Em hay quá nè. Nãy giờ anh nhịn nha, nãy giờ anh nhịn em nhiều đó. Nhịn gì? Mày sai hay tao sai? Bây giờ tao hỏi mày nè, mày sai hay là tao sai? Em sai á. Mày đi, mày có trình báo với tao không hả? Tao ngày nào anh không đi, ngày nào không đi mà bữa nay mày đi, mày có đem điện thoại theo không? Tao đi từ sáng anh quên. Quên còn quên á? Quên hả? Tao gọi điện cho mày về á, tao điện không được. Thì điện làm chi? Bây giờ anh về nè. Ngon dạ. anh hỏi em á, mà tại sao bữa nay ngon cái mặt của mày á, giỏi có cái giò mày cao mày dài mày vậy thôi à, chứ mày không có gì ha, mày không có gì hết trơn á. Ngon nghe, nãy giờ nhìn nhiều mày giỡn mặt hả? Ngon quá không? Anh nói là anh nói anh cho biết nghe, anh sao? Không có giỡn nha em nè. Mày để cho tao đâu giỡn với mày đâu. Nín cầm miệng luôn. Tao mày kêu bằng gì? Tức là mày ăn hiếp tao phải không? Trời ơi mày. Mày ăn hiếp tao chưa thôi. Trời tức. Mày á là thằng chồng mất dết. Đứng lại. Em đứng cạnh này. Mày á. Ai hốt mà. Kêu mày gì? Kêu mày gì nó mà? Buông tao ra! Bỏ cho mày tao chưa? Bỏ chưa? Bây giờ bỏ tao! Bây giờ bỏ luôn chưa? Ngồi xuống nè! Ngồi xuống! Mệt quá xin tì chút ơi! Bỏ luôn không? Bây giờ bỏ chưa? Mệt! Tao mệt! Mày gượt tao! Tao chạy mệt! Mày tao nè, tức không? Đó, trời ơi, trời ơi nè chè. Bỏ chưa? Ôi, là con ngắn luôn nè, mày thấy không? Tức rồi. Mày ghê hả? Còn mày đó, nín liền. Mày nói nữa, tao đang cho mày bật đạp, mày thú hình. Tức nè. Mày buông tao ra không? Mày buông tao ra. Mày buông tao nè. Mày buông ra. Nó tức gì đâu á. Tao nói cho mày biết, mày buộc tao cỡ nào mày buộc. Mày chối tao lại, tao cũng hiểu mày bằng mày một tiếng mày thôi. Tao không có đổi ý đâu. Trời ơi, trời nó tức. Ây da. Mày là thằng chồng của nè. Trời ơi, tức rồi. Rồi, mày xong rồi. Thằng chồng.
ăn chấm hết dịch. Ăn chấm hết dịch nè, coi giống vô mày không? Tự nhiên mà mày chối tao. Chấm hết dịch. Thôi, mày kể, chối cho tao không? Chồng, mày tao, mày gì tao, bực bội đó. Ăn chấm hết dịch, mày á, mày kể chối cho tao không? Tao mà ra được hả? Mày hả? Mày nói đường với tao đó. Bội nha. Mày chết mày nha. Chút vô anh tét miệng cho biết chưa? Nhìn anh nghe đây chiều mà anh nghe kêu một tiếng mày tao nghe là biết cái cảnh. Tao không muốn đó người sao? Giờ tao kêu bằng mày đó, mày làm gì tao? Tức mẹ, tức mẹ. Giờ mày chối cho tao. Bội. Bây giờ nghe, không có nhà luôn. Ừ, bây giờ tao kêu bằng vậy đó. Mày muốn ở thì mày ở, mày muốn đi thì mày đi, mày không chịu thì cũng chịu nữa. Bội. Bội không? Quá. Giờ mày muốn gì? Hả? Thằng chồng mất dịch á. Trời dâu á. Mày cởi không? Á. Mày cởi chói cho tao không? Hả? Mày muốn gì? Bây giờ mày muốn gì mày cởi chói cho tao đi. Mày mày vô đây mày nói chuyện với tao nè. Bất tội đó. Chết. Mày muốn gì hả? Mày muốn cái gì? Mày đi luôn nha. Mày mày về nhà một cái hả? Là tao quánh mày đó. Chứ mày biết gì đó nha. A few moments later. Ủa. Taxi nói chuyện nè. Có chuyện gì vậy? Ủa, mày chưa về đó hả? Đúng không? Giỡn mặt à. Ôi, mày quay gì đó vậy hả? Mày quay gì đó vậy hả? Đừng có giỡn, này không có vui, đừng có quay. Làm gì vui hả? Làm gì vui? Trời ơi, coi có cái mặt rồi. Ủa nè. Không nói gì chưa? Anh à. Không có anh em gì trơn á, đừng có anh nữa. Sáng giờ mày tao hay quá rồi. Sáng giờ định bộ chơi, quay chọc anh chơi thôi chứ có gì đâu. Đừng có biện minh. Bây giờ biện minh vậy thì bây giờ lấy quay cảnh không? Không, bây giờ lấy máy quay ra với bộ quay biện minh cho cái cớ hồi sáng cái gì. Rồi thấy có lỗi rồi mới bây giờ tìm cớ đang gỡ gạt hả? Khỏi đi. Ôi, ra đi. Lỗi gì không biết ai có lỗi à. Ồ, tại sáng tao quay cho nên chơi thôi chứ bộ. Ủa, chứ bằng mày tao nghĩ sao vậy hả?
Vợ chồng ai kìm mày tao quá không? Phải không? Phải không? Phải không? Nhà không? Thôi à. Phải không? Không? Hả? Thôi thôi. Mày tao là không thích rồi, một cõi rồi. Sao vậy mày, em mày xưng anh xưng mày tao, coi được không? Ta đã nói vợ, vợ xưng chồng mày tao coi được không? Ta đã nói cho anh thôi chứ bộ. Ôi khỏi. Ồ, hôm qua thì nghe thì dẫn hoài vậy sao hôm qua muốn nữa không? Không. 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 Lớn quá. Nhỏ nhỏ. Lớn. Không nghe nè, nè, không, không nghe, không nghe, không nghe. Anh khùng quá tự nhiên nữa hả? Không mong anh thôi chứ tự nhiên kêu không chiếc xe. Tại sao? Trời ơi. Thôi giờ chứ. Thôi phải thiệt rồi không? Mỏ nó bỏ như đó mà nói. Thôi giờ chào kết thúc cả nhà rồi đây. Không, giận rồi. Đi, vô chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Ôi cả nhà ơi, hẹn gặp cả nhà lúc sau cả nhà. Bây giờ kết thúc lúc đây cả nhà. Anh tắt máy, tắt máy. Không, tự tắt đi, tự tắt đi. Hết giận nha.